Số 657 Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ Nhiếp Chư Thiện Căn Hán dịch Đời Hậu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kamala Thập Người nước Quy Tư Quyển 1 Phẩm 1 mở đầu Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc Ca Nan Đà thuộc thành Vương Xá. Nơi ấy toàn là chốn thanh vắng tịch tĩnh, thuận tiện cho công việc tu tập, xa lìa phiền não, cũng là nơi an trụ thích hợp để Đức Thế Tôn thực hiện các pháp định và không vô tướng vô nguyện. Lúc này đã quá trưa, Tôn giả Tuệ Mạng Xá Lợi Phất liền ra khỏi cảnh giới thiền định, đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Các vị tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Maha Kajian Diên, Maha Kau Hy La, Maha Kiếp Tần Na, Maha Quân Đà, Tu Bồ Đề, Maha Ly Sa Ba Kỳ xá nan Đà, nan Đề Già, Bạc nan Đà, Anang Kim Ti La, Na La Đà, Bạc Tư xá Maha Hy La, Ubali. Các bậc tỳ kheo như vậy có đến 500 vị. Giờ lúc quá trưa, thảy đều xuất định, con đi tới chỗ Đức Phật, con kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi lui ra, theo thứ tự ngồi qua một bên. Cùng lúc lại có các vị tỳ kheo danh văn, tỳ kheo hộ quốc, tỳ kheo thiên kính, tỳ kheo lạc danh văn, tỳ kheo lạc chúng, tỳ kheo lạc dục. Các vị tỳ kheo như thế có đến 500 người, đều thực hiện xong công việc an cư kiết hạ ở nước Xá Vệ. Lên đường đi tới thành Vương Xá, đến vườn Trúc, chỗ Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Lúc mấy giờ, Bồ Tát Di Lạc cùng với 3 vạn vị Bồ Tát đã hoàn tất công việc an cư kiết hạ ở nước Chiêm Bà, nên cùng trở về vườn Trúc, chỗ Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Các vị Bồ Tát như Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Tinh Đắc, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Nhân Đà Đạt, Bồ Tát Thị Thiên, Bồ Tát Phạm Thiên, Bồ Tát Thiện Lực, Bồ Tát Đại Ý, Bồ Tát Thắng Ý, Bồ Tát Tăng Ý, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Thiện Pháp, Bồ Tát Đại Lực, Bồ Tát Thường Tịnh Tấn, Bồ Tát Bất Hư Tức, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Trì Thế, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Trì Cam Lộ Vị, Bồ Tát Thiện Trụ Ý, Bồ Tát Vô Lượng Ý, Bồ Tát Kiên Ý, Bồ Tát Việt Tam Giới, Bồ Tát Vô Biên Lực, Bồ Tát Vô Lượng Lực, Bồ Tát Kim Cang Lực, Bồ Tát Vô Đẳng Lực, Bồ Tát Bất Động Lực, Bồ Tát Tật Biện, Bồ Tát Lợi Biện, Bồ Tát Thâm Biện, Bồ Tát Vô Biên Biện, Bồ Tát Vô Lượng Biện, Pháp Phương Tử Phương Thù Số Lợi, Pháp Phương Tử Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Trì Bảo, Bồ Tát Chuyển Vô Lượng Kiếp Trang Nghiêm, Bồ Tát Chuyển Nữ Tướng Nguyện, Bồ Tát Chuyển Nam Tướng Nguyện, Bồ Tát Chuyển Chúng Sinh Tướng Nguyện, Bồ Tát Vô Biên Tự Tại, Bồ Tát Vô Lượng Tự Tại, Bồ Tát Hoại Tự Sinh Duyên Tự Tại. Các vị Bồ Tát ấy đều có thể tùy thuận theo vô lượng chúng sinh mà thể hiện các hành nguyện nhằm độ thoát họ. Mỗi vị đều ở nơi cư trú xứ của mình, hoàn tất công việc an cư kiết hạ, đi dạo qua nhiều nước, cùng gặp nhau ở giữa đường và đều đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ rồi lui ra ngồi một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn biết rõ là các chúng đệ tử thảy đều vân tập đến chỗ mình, nên dùng diệu lực thần thông khi cho các vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, từng ở lâu nơi các nước Ma Già Đà, đều cùng đi tới vườn Trúc, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và lui ra ngồi một phía. Bấy giờ trưởng lão Đại Ca Diếp đang ở nơi núi Vi Đề Ha, trong hang Đế Thích, cùng với 500 vị tỳ kheo dừng nghỉ ở đấy. Các vị đều tu hành đầu đà, mặc đạp y, khất thực, luôn vâng chữ pháp, ngồi xếp bằng trên những gốc cây, ít ham muốn biết đủ, vô giới hạnh, xa lìa mọi thứ phiền não trói buộc. Lúc này trưởng giáo Đại Ca Diếp do thần lực của Phật nên hốt nhiên rời khỏi hang đá và hiện ra ở vườn Trúc để đến chỗ Đức Phật. Đức Thế Tôn từ xa trông thấy, bèn nói với các vị tỳ kheo rằng: Các vị hãy xem kìa, đó là trưởng lão Đại Ca Diếp đã từ chỗ ấy đến đây. Trưởng lão đó thường tu theo hạnh thanh tịnh tịch tỉnh, mặc đạp y khất thực, luôn dùng 3 loại y thô xấu, thực ở những nơi chốn xa xôi hẻo lánh, ít ham muốn biết đủ, an vui với hạnh xa lìa đối với tất cả các pháp, tâm không vướng mắc, đức hạnh của bậc thanh văn tại đều gồm đủ. Về hành đầu đệ ấy, trong hàng đệ tử của ta không có thể bằng trưởng lão Đại Ca Diếp. Các vị nên biết, trưởng lão Đại Ca Diếp ấy hãy còn không thích cùng với chư thiên nói năng bàn luận, huống chi là đối với con người. Bây giờ, Đức Thế Tôn ngay từ xa đã bảo trưởng lão Đại Ca Diếp rằng: Hãy lại đây, trưởng lão Đại Ca Diếp, lâu lắm rồi mới được gặp nhau. Trưởng lão hãy đến ngồi vào nửa tòa của Như Lai đây này. Lúc Đức Phật nhích người ra thì cả đại thiên thế giới đều hiện đủ số cách chấn động. có vầng ánh sáng lớn chiếu tỏa khắp các cõi cùng với âm thanh nghe vang khắp nơi như tiếng chuông vàng được gióng lên. Trưởng lão Đại Ca Diếp liền phát một phạt y để trần vai bên phải, đầu gối phải chạm sát đất, quỳ mập chắp tay cung kính thưa Đức Thế Tôn. Phật là bậc đại sư, con là hàng đệ tử, sở hữu của Phật là y, bát và chỗ ngồi. Là đệ tử theo đúng pháp tất không được thọ dụng. Vì sao? Bởi rằng ý của Đức Như Lai đã được hết thảy chư thiên và mọi người trong thế gian cúng dường, cung kính hết mực như đối với pháp tháp miếu của tổ tông vậy. Con từ trước theo Phật được nhận y tăng già lê, luôn cung kính tôn trọng, chưa dám mặt. Từ đấy trở đi, con không hề giấy sinh cảm giác về tham dục, về giận dữ hay về buồn phiền. Con không sinh những thứ lửa về ham muốn giận dữ, si mê để tự thiêu đốt những phiền não của mình. Kính bạch Thế Tôn, con xin tỏ bày những lời thâm thiết nhất. Từ lúc được dự vào hàng đệ tử tu học, con nhận được tấm ý của Đức Thế Tôn. Do luôn dốc lòng kính lễ, tôn quý mà liền được quả vị A-la-hán. Con vì thuận theo lời Phật dạy mà nhận tấm ý của Đức Như Lai, nhưng thật tình là không dám giấy tâm cao thấp, chỉ dùng tay để cầm nắm giữ gìn, chứ thân chưa hề được gần gũi. Nếu tay chưa được rửa sạch thì cũng không dám cầm lấy. Lẽ đâu dám khinh mạng mà dùng làm gối lót đầu sao? Tấm y đó luôn ở bên mình con, chưa từng xa lìa. Con giữ gìn nó quý kính như đối với xá lợi vậy. Phật đã cho con tấm y ấy và con không dám mặc. Chỉ từ khi được giữ gìn tấm y, tâm con luôn nhớ nghĩ đến Phật. Chỉ trừ những khi nhập định, những lúc nhập định ấy không còn có hình tướng của bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong, cũng không có hình tướng của đời này hay đời sau. Đối với các sở hữu về nghe, thấy, tiếp xúc, nhận biết ở đấy đều là sự biến chuyển của tâm, trong đó không có tưởng cũng không vô tưởng. Bạch Thế Tôn, các hành vô tưởng và định vô tưởng luôn vượt qua các hành tưởng, vượt qua các định tưởng, còn nhiều hành tưởng. Con ở trong cảnh giới ấy không còn thấy có sự phân biệt giữa hàng tu học và hàng đại chứng quả, không còn thấy Như Lai hay pháp của Như Lai, cũng như hạnh của Như Lai. Ví như hư không có vô vàn tên gọi và gọi là hư không, hư dối, không chắc chắn, cũng không thực có, không bám giữ, không lìa bỏ, không tranh cãi, không thọ nhận, lại có tên là như thật, cũng được gọi là thanh tịnh. Nó không sắc, không hình, không thể thấy được. Tôi dùng bao nhiêu là tên chữ như thế để gọi. Như tên chữ hư không, mà hình tướng của hư không thì chẳng có thể nêu bày được, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp, có biên vực hay không biên vực. Kinh bạch Thế Tôn, trí tuệ của bậc thánh gọi là có thể thông tỏ hết thảy, nhưng trí tuệ bậc thánh ấy cũng không thể thông tỏ hết thảy mọi giới vực, số lượng của hư không. Với từng ấy hình sắc cùng mọi hình tướng duyên hợp như thế. Kính bạch Thế Tôn, Như Lai cũng vậy, hoặc tôn xưng là Phật hay bậc đại sư, là tôn xưng là Thế Tôn, là ngọn đuốc ngọn đèn soi sáng, là chỗ để quay về, để cứu độ, là chỗ nghỉ ngơi của thế gian, là bậc đem ánh sáng sáng tỏ, sáng soi tỏ khắp chốn, là bậc dẫn đường dẫn dắt mọi loài, là bậc trị lành các bệnh của chúng sinh, là bậc khai thị giảng dạy về đạo giác ngộ, là bậc đã đạt tới cứu cánh của mọi nẻo đường, là bậc có được nhất thiết trí. Có thể dùng rất nhiều ngôn từ giả danh của thế tục như vậy để xưng tán Như Lai. Còn ở trong cảnh giới ấy không có còn thấy có pháp các pháp, không nhận không được. Vì sao như thế? Vì hết thảy các pháp tự nó vốn là không. Vì như nhà ảo thuật huyễn tạo ra phép quán đảnh cho bậc chuyện luân thánh vương, có đầy đủ 4 thứ binh chủng, bày 7 món châu báu, dạo khắp 4 cõi thiên hạ. Nhưng dân chúng ở đấy nhận thấy có vô số sự khác nhau về hình tướng, cũng như cần ấy ngôn ngữ âm thanh. Kính bạch Thế Tôn, về chuyện luân vương ấy, chẳng suy nghĩ rằng ta là bậc tôn quý thống lĩnh 4 thứ binh chủng, cai quản cả 4 châu thiên hạ. Còn 4 thứ binh chủng kia thì cũng lại không nghĩ là vua là bậc chủ của ta, ta phải tuân theo, tuy có chỗ làm mà không tâm niệm. Kinh bạch Thế Tôn, hình tướng của các pháp ấy cũng là như thế, không có Như Lai cũng không có hàng thanh văn, hoặc còn tu học hay đã chứng quả, không có bích chi Phật cũng như không phàm phu. Kính bạch Thế Tôn, trong hình tướng của các pháp ấy, hoặc các pháp của Như Lai cùng với hình tướng của Như Lai, thể đều không thể đạt được, cũng không thể thông tỏ, không được chấp giữ. Pháp của bích chi Phật, hình tướng của bích chi Phật cũng như pháp và hình tướng của thanh văn, tâm pháp và nhân tướng của phàm phu đều không có thể đạt được. Cũng không thể biết rõ, không được chấp giữ. Ở trong hình tướng của các pháp ấy, sắc tướng và sắc pháp đều không thể đạt được, không biết rõ, không nắm giữ. Bốn tuần thọ tưởng hành thức, cũng như thức pháp, thức tướng, cũng không thể đạt được, không biết rõ, không nắm giữ. Kinh bạch Thế Tôn, lại được ở trong hình tướng của các pháp ấy, chỗ gọi là sắc không, chính là do các sắc vốn là không, mà cả nơi chốn của sắc không ấy đều không có thể đạt được. Thọ tưởng hành thức là không, do chúng vốn là không, mà nơi chốn của thức không ấy cũng không có thể đạt được. Kinh bạch Thế Tôn, ở trong hình tướng của các pháp ấy gọi là Như Lai không, chính vì chúng vốn là không, cho đến nơi chúng không ấy cũng đều không thể đạt được. Cái cả phàm phu pháp không là do chúng vốn là không, cho đến nơi chốn không có cũng đều không thể đạt được. Giống như cảnh huyễn hóa về bậc chuyển luân thánh vương cùng với bốn thứ binh chủng, kỳ thật trong ấy không có chuyển luân thánh vương, không có bốn thứ binh chủng, không có việc tạo tác từ huyễn ảo, không có địa và địa chủng, không có thủy hỏa phong, cũng như thủy chủng, hỏa chủng và phong chủng, không có thức về hư không và thức chủng về hư không. Kính bạch Thế Tôn, cầu quán tưởng các pháp, thấy đều cũng như thế. Con từ trước đến nay chưa từng vướng chấp vào các pháp, ở trong các pháp ấy cũng không có sự phân biệt. Con chỉ dùng pháp ấy để nhớ nghĩ đến công đức của Phật, đó gọi là chánh đạo. Kính bạch Thế Tôn, nếu như thiện nam thiện nữ nào đối với đạo như vậy mà thực hiện các pháp kia thuận theo lời thầy, kính tin theo giáo pháp, tức là có được chánh kiến, nên không còn bị lệ thuộc vào sinh tử. Kinh bạch Thế Tôn, còn đối với pháp ấy không còn có chỗ nghi ngờ, con đã hội nhập vào nẻo ấy và thông tỏ thể các pháp đều cùng một tướng, chỗ gọi là ly tướng, tức không có nơi chốn nhận lấy các tướng. Con đang ăn trụ ở trong hang để thích, dân theo lời dạy của Thế Tôn, đã đi đến vườn trúc này, muốn đối với Phật pháp xin được bày tỏ chỗ nghi vấn. Mà nay được Đức Như Lai thương tượng chỉ dạy chia cho chỗ ngồi, khi cho đại thiên thế giới hiện đủ 6 thứ chấn động, nên con xin thưa rằng Như Lai đúng là bậc hy hữu, đã thành tựu được pháp lớn lao, thâm diệu, thanh tịnh, là tự mình không đi theo con đường của những người đi trước, mà giác ngộ được pháp vô thượng, an trụ nơi cõi từ bi rộng lớn, mà bẻ gãy mọi thứ giấy khởi của kiêu mạng. Hôm nay lại thể hiện lòng thương tưởng đối với đệ tử, mà chia cho chỗ ngồi. Như một người nghèo hèn, đem tâm tôn kính khi được gặp vị Chuyển Luân Vương. Lúc vị Chuyển Luân Vương ấy bảo mình cùng ngồi chung, và người nghèo hèn đó sinh tâm hy hữu. Đối với con, được gặp vị Thánh Vương hãy còn là điều khó khăn, huống chi lại được chia cho chỗ ngồi để cùng ngồi. Phật cũng như vậy, là bậc có được trí nhất thiết trí, duy y đức lớn lao, là bậc pháp vương không thầy, tự mình đạt đến giác ngộ, hết thảy các hàng thanh văn. Cùng bích chi Phật không ai có thể hơn được, huống chi là trong thế gian tất cả trời người Atula lại có thể sánh bằng. Con nay được gặp gỡ gần gũi hỏi han đã là điều lợi ích lớn rồi, huống chi lại còn thấy có lời bảo ban chia chỗ ngồi để cùng ngồi, thật là hết sức hy hữu. Con có suy nghĩ như thế này: Như Lai là bậc thể hiện đầy đủ sâu rộng của tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, không hề kiêu căng cao ngạo, tự cho mình là đấng tối tôn hơn hết trong thế gian. Công đức lớn lao của Như Lai cứ tự nhiên hiện, đó gọi là tính chất bất cộng đối với tất cả các hàng thanh văn bích chi Phật vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi trưởng lão Đại Ca Diếp rằng: Lành thay, lành thay! Như chỗ trưởng lão đã bày tỏ, Như Lai là bậc vô thượng, vô lượng, vì đã thành tựu được các pháp lớn vô lượng, gọi là không thể lường tính được. Như vậy lãnh vật bố thí là bố thí ba la mật, trì giới là giới ba la mật, nhẫn nhục là nhẫn ba la mật, tinh tấn là tinh tấn ba la mật, thiền định là thiền định ba la mật, trí tuệ là trí tuệ ba la mật. Về các pháp tam muội cũng là tam muội ba la mật, về công đức cũng là công đức ba la mật, về hạnh nguyện cũng là hạnh nguyện ba la mật, về phương tiện cũng là phương tiện ba la mật, và giải thoát cũng là giải thoát ba la mật. Này trưởng lão Đại Ca Diếp, Như Lai đã thành tựu 4 thứ trí tuệ không gì sánh bằng. Nên đối với đại chúng, lời nói của Như Lai chính là tiếng rống của sư tử. Những gì gọi là 4 thứ không gì sánh bằng, đó là: 1. Giới phẩm không gì sánh bằng. 2. Định phẩm không gì sánh bằng. 3. Tuệ phẩm không gì sánh bằng. 4. Phật Pháp không gì sánh bằng. Đấy gọi là 4 thứ trí tuệ không gì sánh bằng của Như Lai. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn làm rõ những ý nghĩa ấy, để nói bài kệ: trí chư Phật tột bậc, đời khó thể nghĩ bàn. Nẻo tâm luôn thanh tịnh, chính tiếng đóng sư tử tạo nên tiếng đóng ấy. Chúng ngoại đạo kinh sợ, nghe pháp Phật thâm diệu, ác rơi xuống hầm sâu. Nếu kẻ chấp tướng ngã, cùng chấp tướng chúng sinh, kẻ ấy đối Phật Pháp, ta nói là ngoại đạo. Nếu người bám tướng Pháp, bám tướng ngã, ngã sở, người ấy đối Phật Pháp, ta nói là ngoại đạo. Nếu kẻ tham vướng giới, cùng mọi thứ công đức, cái biết nhiều khinh mạng, ta nói là ngoại đạo. Nếu người chấp ít dục, biết đủ hạnh xa lìa, cùng nạp y thô xấu, ta nói là ngoại đạo. Như cõi không vô ngại, bụi bặm chẳng thể bám, ta nói Pháp Sa Môn, dứt nhiễm cũng như thế. Như người đem hoa đẹp, hương xoa cùng hương đốt, cúng dường nơi hư không chẳng sanh vui. Như đem bụi bặm nhiễm, tánh hư không chẳng ố, do bạn tánh vốn tịnh, Pháp Sa Môn cũng vậy. Như miệng nêu lời ác, hư không nào giận dữ, Pháp Sa Môn dứt nhiễm, so sánh cũng như thế. Nếu người đối Pháp ấy, đã học nay đang học, tâm ý không tham vướng, có đúng bậc Sa Môn. Như cõi không vô ngại, bụi bặm nào nhiễm được, Pháp Sa Môn như vậy, góc tịnh không biến đổi. Như trăng nơi không trung, ánh sáng tỏa chiếu khắp, mọi niệm không giấy khởi, nẻo sáng ta tỏa rực, tỳ kheo vào chạc người, 8 Pháp đời chẳng nhiễm. Cũng như trăng dứt niệm, ta cũng luôn dứt nhiễm. Tỳ kheo vào chạc người, chẳng nên giấy kiêu mạn, tâm cũng chẳng cao ngạo, nếu sinh đều nên diệt. Nên đem tâm từ bi, dứt dục không tha cầu, nói Pháp tạo lợi ích, sống tịnh cõi đời. Phẩm 2 nói về thần lực. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Đại Ca Diếp: trưởng lão hãy an tọa và cứ nêu ra chỗ nghi vấn của mình. Ta sẽ vì trưởng lão mà giảng giải để có được sự thấu đạt vui vẻ. Trưởng lão Đại Ca Diếp liền từ chỗ đang quỳ, đứng dậy cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi theo thứ tự mà ngồi xuống. Lúc này Đức Thế Tôn lại thể hiện thần lực, khiến cho các quốc độ ở đây có bao nhiêu vị tỳ kheo ni, Bồ Tát Bà Di thì đều phân theo diệu lực của Phật mà cùng đến vườn trúc cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lôi ra ngồi một bên. Bấy giờ 4 bộ chúng là Trời Rồng, Chả Xoa, Cạn Thất Bà, Atula, Kalala, Khẩn Đà La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân đều đến và vào nơi vườn trúc. Tất cả đều thấy chốn này rộng lớn mênh mông, không chút ngăn ngại. Đức Thế Tôn lại dùng thần lực khiến cho khắp tam thiên đại thiên thế giới này, với các vị như Tứ Thiên Vương, Đế Thích Phạm Vương, Quan Âm Chư Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Cứu Thiên, Vô Nhị Thiên, Hỷ Kiến Thiên, Thiện Kiến Thiên, A Ca Nị Ra Thiên, thảy đều vâng theo thần lực của Phật mà cùng đến thành Vương Xá, tới nơi vườn trúc cung kính chắp tay lễ Phật, rồi lui ra đứng một bên. Đức Thế Tôn lại dùng thần lực khiến cho các vị Long Vương như Sa Chà Long Vương, Kiên Đà Long Vương, Nan Đà Long Vương, Bạc Nan Đà Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Đức Sa Ca Long Vương, Tôn Đà La Long Vương, Y La Bát Long Vương, có tới hàng ngàn vị Long Vương như vậy đã nương theo thần lực của Phật cùng đến vườn trúc cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra đứng một bên. Bây giờ trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, các bộ chúng Thiên Long, Dạ Xoa, Cả Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Đà La, Ma Hầu La Già, trên đến cõi trời Akani Tra, thầy đều phân theo thần lực của Phật cùng đến nơi phường trúc họp lại thành nhóm, an tọa nơi phía trước chúng Bồ Tát. Các vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thảy đều tỏ ra vui vẻ, chuẩn bị để được nghe pháp, không cảm thấy có gì bị ngán ngại. Lúc này, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Mục Kiền Điên, Tôn giả hãy cùng với Như Lai bày biện, sắp đặt lại tòa cao này. Hôm nay ta sẽ thuyết giảng về kinh, dứt trừ mọi mối nghi vấn của chúng sinh. Ta biết rõ về thân tâm của hết thảy các loài, khiến cho mọi người nghe đều hoan hỷ mà được hội nhập vào biển chánh pháp mênh mông. Cũng là nói về các hạnh của chư Đại Bồ Tát cùng với các cõi Phật thanh tịnh nhằm hóa độ các nẻo nghiệp của chúng sinh. Cũng là nói về sự thành tựu của các pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ ba la mật. Và sự thành tựu trong việc thực hiện các pháp môn. Từ đấy có thể biết rõ các căn cùng xứ, phi xứ của hết thảy các loài, khiến cho bốn chúng đệ tử là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cũng như tám bộ chúng là Thiên, Long, Dạ Xoa, Kẻ Tắc Bạc, Atula, Kalola, Khẩn Đà La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, thể đều được hoan hỷ. Ta ở thời quá khứ đã tạo nhiều nghiệp duyên, cũng như thọ nhận nhân quả báo cùng sở nguyện của tâm mình, nên biện tài, trí tuệ không còn bị ngăn ngại, sẽ vì các vị mà thuyết giảng một ít. Khi ấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi vâng theo lời Phật dạy mà sắp đặt bày biện tòa ngồi, cao tới cõi Phạm Thiên, lại ở trong không trung, tạo ra chốn kinh hành, trang nghiêm bằng 7 thứ cho báu mềm mại. Ông ánh như ca lan già, dài tới hàng ngàn do tuần, rộng 700 do tuần, chỗ ngồi của nơi kinh hành ấy đều có các loại cửa sổ 7 lớp theo từng hàng. 7 lớp cửa thông hơi quý giá, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới báu giăng mắt chung quanh. Bên phải, bên trái toàn ngồi ấy có những cây báu đứng thành hàng được tạo thành bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Thân cây là vàng, thì lá là bạc, pha lê là hoa, lưu ly là quả. Còn thân cây là bạc, thì lá là vàng, lưu ly là hoa, pha lê là quả. Nếu thân cây là lưu ly, thì lá là bạc, hoa là vàng, pha lê là quả. Nếu thân cây là pha lê, thì lá là vàng, hoa là bạc, và lưu ly là quả. Nơi khoảng giữa của những cây báu kia đều có ao tắm rửa. Trong ấy đầy ấp nước, gồm đủ 8 thứ công đức. Bốn phía quanh ao có 4 bậc thềm quý cho vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành. Đây ao thì có những cát vàng, các đó hoa sen đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng xen nhau phủ khắp cả mặt nước ao. Chim uyên ương và nhiều thứ chim khác cùng hòa hợp trong giọng hót lạnh lót. Những màn lưới được làm bằng 7 món châu báu giăng kín trên cao. Nơi các ao ấy lại còn dựng nhiều cờ phướng đốt các loại hương quý. Ở chốn kinh hành có thứ hoa chen nhau đầy đến 7 nhẫn. Trên các hoa ấy đều hiện ra các vị tỳ kheo, thầy giống như Tôn giả Mục Liên. Lúc này Tôn giả Mục Liên dùng diệu lực thần thông hóa hiện đầy đủ nơi toàn ngồi xong, liền trở về nơi chỗ Đức Phật, thưa với Đức Phật, Đức Thế Tôn rằng: Con đã bày biện sắp đặt tòa ngồi xong đúng như lời dạy bảo của bậc thánh trí. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên: Tuy Tôn giả bày biện tòa ngồi ấy, nhưng Như Lai sẽ không ngồi trên tòa biến hóa đó, về đại chúng mà thuyết pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Thị Vô Lượng Duyên: Bồ Tát hãy vì Như Lai mà sắp đặt bày biện pháp tòa. Hôm nay ta sẽ an tọa ở đấy mà thuyết giảng kinh, dứt trừ mọi mối nghi vấn của chúng sinh. Lúc này Bồ Tát Thị Vô Lượng Duyên vâng lời Phật dạy sắp sửa bày biện pháp tòa. Thì ngay lúc ấy các vị Bồ Tát trong khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mỗi vị đều đem tấm y của mình dâng lên chất thành tòa cao. Đức Như Lai liền suy nghĩ: Ta nay sẽ thể hiện diệu luật thần thông, khi cho các vị Bồ Tát tự biết rõ về sơ nguyện phát tâm hành đạo, đem lại sự thanh tịnh cho các cõi Phật, thành tựu trong việc hóa độ chúng sinh, cho đến khi thành Phật với quốc độ trang nghiêm thanh tịnh. Chúng Bồ Tát thanh văn số lượng như vậy, giờ nói về chánh pháp độ người như vậy, thọ mạng của Phật pháp ngắn dài như vậy. Mọi hình sắc tướng tốt, hành hóa chân chánh như vậy. Sau khi Phật diệt độ, đạo pháp được trụ ở đời lâu dài, gần gũi, lại khiến cho các vị Bồ Tát Mỗi vị ở trong tập y của mình được trông thấy sự việc như vậy mà dứt được chỗ nghi vấn. Thế rồi Đức Thế Tôn thông thả từ tốn đứng dậy, đi đến Pháp Tòa, cao nhập Pháp Tam Muội Niệm Tam Muội Phật. Pháp Tam Muội ấy gọi là Thị Vô Lượng Duyên. Lúc này các vị Bồ Tát, mọi người ở nơi tâm y của mình, tự nhận thấy được quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, thành đạo vô thượng. Điều thanh văn Bồ Tát số lượng đông nhiều như vậy, thọ mạng ngắn dài, hình sắc tướng trạng như vậy, hành hóa chân chánh, tinh tấn đạt được những công đức như vậy. Sau khi diệt độ, xá lợi được phân bố khắp chốn như vậy, tạo đạo Pháp được trụ ở đời lâu dài, gần gũi, không bị hủy hoại như vậy. Mỗi vị Bồ Tát ở nơi y của mình thấy rõ các việc như vậy. Khi ấy các vị Bồ Tát cùng cất lời đọc bài kệ: bậc tịnh hạnh tôn quý, tự tại trong các pháp, đem công đức trang nghiêm, lực thiền định không ngại, thánh chủ dứt dối trá, kiêu mạn cùng cợt đùa, đạt giải thoát nẻo thánh, trụ tam muội thâm diệu, an trụ tam muội Phật, hiện thần lực vô lượng, với trí tuệ vô ngại, tất hiện rõ vị lai. Chúng con đã tự thấy tâm an định dứt động, nên vì nơi đạo tràng tam muội đủ hàng ma, chúng con liền đạt được Phật nhãn vốn vô thượng. Do được Phật nhãn ấy, rõ các pháp đều không, gọi là nhãn vô ngại, gọi kiến và vô kiến. Thấu các pháp vô ngại nên gọi vô thượng nhãn. Mọi tâm nơi hữu vô, nhân ấy đạt Phật nhãn, nên ở trong ba cõi thấy khắp chẳng chướng ngại. Phật nhập pháp tam muội khiến con được Phật nhãn, cùng các môn tổng trì hội nhập tất cả pháp. Chúng con từ trước nay biết Phật trí vô ngại, gấp tu tập vô lượng, đạt đúng nẻo thanh tịnh. Nếu thế giới tuệ ích, sao được phước báo ấy? Nên tòa, nơi tòa sư tử, hào quang chiếu mười phương, khiến chư thiên long thần đều rõ con làm Phật, tất còn biết chúng con, nếu nhân duyên hành hóa. Phật nơi tòa vô ý, thuyết pháp trừ mọi nghi, cũng như sư tử vương, trốn rừng vang tiếng thét. Gốc từ vô lượng kiếp, trí tuệ dốc tu tập, nay dùng lực tam muội khiến khắp trời người rõ. Do vốn cầu lợi lớn, tu thế giới vô lượng, nhẫn nhục tấn định tuệ, dốc hành vị muôn loài. Chính từ nhân duyên đó, nên nơi tòa sư tử, nay chúng con cung kính, xin nguyện dứt mọi nghi. Thân cận trong pháp trụ, nẻo sáng pháp khiến đạt, tất dứt hết lưới ngờ, thông đạt tất cả pháp. Lúc này trong chúng hội có vị Pháp Vương tử tên là Hoa Đức Tạng, liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, giác một vạt y để trần phai bên hữu, đầu gối bên phải chạm sát đất, chắp tay cung kính hướng về Đức Phật, mà bày tỏ những suy nghĩ của mình rằng: con muốn được đến nơi Phật để hỏi về các pháp môn như Kim Cang Cú Môn, Trùng Cú Môn, Bất Đoạn Cú Môn, tu tập nhất thiết chư pháp Cú Môn. Nếu có hàng thiện nam thiện nữ những tu học Cú Môn ấy, ở trong tất cả các pháp môn thì sẽ đạt được pháp nhãn lực và trí tuệ phương tiện vô ngại. Kính mong Như Lai hãy xem xét về đời trước của con, ở chỗ vun trồng căn lành, cũng như dốc chí phát tâm cầu đạo trang nghiêm lớn lao. Bây giờ Đức Như Lai liền xem xét về đời trước của vị Bồ Tát ấy, từ lúc mới phát tâm cho vun trồng căn lành, cũng như thân tâm dốc chí cầu đạo trang nghiêm lớn lao xong, bèn ngoảnh lại nhìn khắp chúng hội, từ trong miệng phát ra luồng hào quang kỳ diệu tỏa sáng như ánh lửa rực rỡ, giữa khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến cho núi rừng, tường vách, nhà cửa, đất, nước, gió, lửa cùng cả cõi hư không thế đều một màu vàng ống, tám phương và phương trên dưới lan tỏa thông suốt. Khi ấy hết thảy mọi chúng sinh trong khắp tam thiên đại thiên thế giới đều tự thấy thân mình óng ánh như màu vàng ròng. Những chúng sinh thường bị lửa dục thiêu đốt thì tự biết nơi thân mình ý tưởng dâm dục đã dứt. Những chúng sinh luôn bị ngọn lửa giận dữ ngu si thiêu đốt thì cũng đều tự biết nơi thân mình ý tưởng giận dữ và ngu si đều dứt. Những chúng sinh đang chịu bao nỗi khổ não nơi địa ngục lớn trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới này, nhờ ở diệu lực thần thông và bản nguyện của Phật mà liền được dứt chịu sự thống khổ. Cùng lúc, trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, các chúng sinh đang bị bao thứ nghiệp chướng báo chướng, phiền não chướng, phủ che. Nhờ thần lực của Phật cùng với hiệu lực nơi bản nguyện của Bồ Tát Hoa Đức Tạng mà đều liền được xua tan hết. Lúc này, từ những lỗ chân lông nơi thân tướng của Đức Như Lai liền phóng ra những luồng ánh sáng nêu bày về nghiệp báo, nhằm khiến cho chúng sinh tăng trưởng các căn lành. Những luồng ánh sáng ấy tỏa chiếu về phương đông, vượt qua vô lượng vô biên hàng hà xa số A Tăng Kỳ quốc độ, các phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng và trên, dưới cũng lại như thế. Đức Phật phóng hào quang xong liền cất tiếng cười nhẹ nhàng, âm thanh ấy khắp tất cả thế giới đều được nghe biết. Phẩm 3. Bồ Tát Võng Minh. Bấy giờ về phương Đông, trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, của quốc độ tên Dân Nhất Cái, trong ấy có Đức Phật hiệu là Nhất Bảo Nghiêm, hiện tại đang thuyết pháp. Đức Phật ấy thọ ký cho Đại Bồ Tát Võng Minh sẽ thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, với lời ấn chứng rằng kế sau ta, vị Đại Bồ Tát này sẽ thành Phật. Lúc này Bồ Tát Võng Minh thưa với Đức Phật Nhất Bảo Nghiêm rằng, hiện có ánh hào quang tỏa chiếu và âm thanh lớn vang vọng là do vị nào tạo ra? Đức Phật bảo, về phương Tây, cách xa cõi này vô lượng A Tăng Kỳ quốc độ có thế giới gọi là Ta Bà. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện tại đang vì chúng Bồ Tát mà thuyết giảng về Bồ Tát Tạng Kinh, thâu nhiếp hết thảy các pháp, nhằm dứt mọi mối nghi vấn của chúng sinh, khi cho mọi người đều được hoan hỷ. Nơi chúng hội đó có một vị Bồ Tát tên là Hoa Đức Tạng, muốn hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về việc thâu nhiếp hết thảy các pháp có thể làm phát khởi vô lượng pháp môn công đức. Bồ Tát Võng Minh nên biết rằng tất cả các vị Bồ Tát trong thế giới Ta Bà ấy đều phát hạnh nguyện lớn lao vô hạn. Các vị đó cùng vẫn tập đông đủ nơi chúng hội ấy. Ở các thế giới khác, ít đâu có được cảnh giới trang nghiêm lớn lao như thế. Chúng Bồ Tát ở các thế giới kia, nếu được nghe, biết đến danh hiệu thôi, hãy còn đạt được lợi ích to lớn, huống chi lại được cúng dường hay cần cụi để tham vấn học hỏi. Bồ Tát Võng Minh thưa với Đức Phật Nhất Bảo Nghiêm, kính bạch Thế Tôn, con muốn được đến nơi thế giới Ta Bà ấy được cúng dường, lễ bái, hầu cận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng được thấy cõi đó với đầy đủ sự trang nghiêm của các chúng Bồ Tát ở đấy. Đức Phật Nhất Bảo Nghiêm đáp, Bồ Tát đã tự biết thật đúng lúc, phải nên nhất tâm để được đi đến cõi ấy. Vì sao? Vì chứ Bồ Tát ở cõi đó uy đức lớn lao, có ai có thể hơn được. Đức Phật Nhất Bảo Nghiêm trao những đóa hoa sen cho Bồ Tát Võng Minh và nói, Bồ Tát hãy đem những hoa này đến cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng nói thay ta lời kính mừng tâm hỏi, cầu chúc ít phiền, ít bệnh, ăn uống ngủ nghỉ có luôn được thư thái nhẹ nhàng, khí lực luôn an ổn chăng. Bồ Tát Võng Minh cùng kính định lễ ngang chân Phật rồi đi nhiễu quanh theo phía phải ba vòng, liền cùng với vô số đại chúng Bồ Tát trước sau vây quanh Đức Phật. Chỉ trong khoảnh khắc như sự có dạng cánh tay của vị đại lực sĩ, hốt nhiên Bồ Tát Võng Minh biến cọc độ của mình, hiện đến thế giới Ta Bà, đi đến vườn trúc cung kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thưa với Đức Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, con là Võng Minh. Đức Phật nói, lành thay, hiện Bồ Tát vẫn được an ổn. Bồ Tát Võng Minh cung kính đảnh lễ xong, đưa ra đứng một bên và thưa với Đức Thế Tôn, Phật Nhất Bảo Nghiêm xin gửi lời vâng an Đức Thế Tôn, thăm hỏi mong cầu ít phiền ít bệnh, ăn uống nghỉ ngơi có luôn được thư thái, khí lực luôn được an ổn chăng, đã đem những đóa hoa sen này dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Phật Thích Ca liền nhận lấy hoa rồi giao cho Bồ Tát Di Lạc. Bồ Tát Di Lạc nhận lấy rồi gọi Bồ Tát Bạc Đà Bà La cùng 500 vị Bồ Tát và nói, này chư thiện tri thức, Đức Như Lai trao cho ta những đóa hoa sen này, giờ ta trao lại cho các vị. Lúc này các vị Bồ Tát như Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Tinh Đắc, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Thiện Lực, Bồ Tát Đại Ý, Bồ Tát Thân Ý, Bồ Tát Tăng Ý, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Trụ Ý, Bồ Tát Quá Lực, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hư Tức, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Trì Thế, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Việt Tam Giới, Bồ Tát Vô Lượng Lực, Bồ Tát Kim Cang Lực, Bồ Tát Kiên Ý, Bồ Tát Vô Biên Tự Tại. Đại thể có tới 500 vị Bồ Tát như vậy đều theo Bồ Tát Di Lặc nhận lấy hoa sen xong, liền thưa với Đức Thế Tôn rằng, kính bạch Thế Tôn, bản nguyện của chúng con là nếu có chúng sinh nào được nghe tên Con Đức thấy chúng con thì thảy đều được pháp không thói chuyện đối đạo vô thượng chánh đạo chánh giác. Kính bạch Thế Tôn, Bồ Tát Di Lạc đã trao cho chúng con những hoa này. Hoa này chúng con sẽ dùng để tung rải cho lên chư Phật thời quá khứ, hiện tại, vị lai ở phương Đông, cũng dùng để cúng dường chư Phật ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai ở các phương Nam, Tây, Bắc, cùng bốn hướng, hai phương trên dưới. Nguyện cho chỗ hoa được tôn rải cúng dường này sẽ bay đến khắp 10 phương vô lượng thế giới. Mọi chúng sinh ở những nơi ấy đều được trông thấy những hoa đó. Hãy nhận biết mùi hương của hoa thì sẽ thuận theo nẻo gấp chí nguyện của chúng con mà từ thâm tâm giấy khởi hành động theo đạo pháp, thể hiện sự lìa bỏ hết thảy nghiệp lực của chúng sinh. Do đó mà tất cả đều đạt được quả vị vô thượng Bồ Đề. Bây giờ các vị Bồ Tát đem những đóa hoa sen ấy sắp sửa tung rải khắp 10 phương thì Đức Phật bèn dùng hai tay xoa nhẹ lên mỗi đóa hoa. Từ trong mỗi đóa hoa đó thể hiện ra thân tướng Đức Phật và chư Phật hóa hiện ấy từ cõi không đi đến. Cùng nói rằng nếu có chúng sinh nào không tin tưởng các pháp là không, như hiện hóa vô tướng vô duyên, từ những chúng sinh ấy Phật không còn là vị thầy và họ cũng không phải là đệ tử của Phật. Các vị Phật hóa hiện liền đọc bài kệ các Phật không vô tướng, không thủ, không sở duyên, hết thảy như huyện hóa, cũng như trăng trong nước, chẳng do không nên không, tánh vốn luôn như vậy. Đó chính chỗ Phật dạy pháp vi diệu tối thượng, các pháp không vô tướng, cũng lại không có ngã. Nếu người hiểu như vậy, ắt dứt mọi tham tranh. Nếu người vui pháp ấy, Phật chính là bậc thầy. Chúng con nhờ Phật lực sẽ đi khắp 10 phương. Các vị Phật hóa hiện, mỗi vị nói xong bài kệ ấy liền biến hiện khắp 10 phương. Bồ Tát Võng Minh thưa với Phật, kính bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát ấy bản nguyện thanh tịnh thật là điều chưa từng có thể khiến cho chúng sinh đang chịu bao khổ não trong cõi này cùng với chúng sinh cũng như đang bị bao thứ phiền não bức bách ở những thế giới khác được nghe danh hiệu của các vị mà đều đạt pháp không thoái chuyển đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đúng ra thì Như Lai cùng các vị Bồ Tát cho nên sinh ở thế giới tạp ác này. Vì sao? Vì như ngọc báu mani vô giá có thể dứt trừ hết thảy mọi suy nhược buồn phiền của chúng sinh, giúp họ có được an ổn vui vẻ. Nếu có người trí khéo nhận biết hình tướng của ngọc báu ấy, được nghe ngọc báu kia có công năng rất lớn, nên luôn tâm niệm nhớ nghĩ đi khắp nơi tìm kiếm. Thấy ngọc báu ở nơi hầm đầy những thứ uế tạp nhơ bẩn, có những người thợ giỏi như là hạng bần cùng hà tiện xấu ác đi đến dừng lại bên mép miệng hầm ấy, họ hãy còn không biết được ngọc báu kia, huống hồ là có thể biết được công năng vốn có của ngọc báu. Bây giờ người đi tìm ngọc báu ấy, báu thấy sự việc như vậy liền nói rằng ngọc báu này đáng ra không nên ở nơi chốn uế tạp như vậy. Lúc này những người bần tiện bèn nói với người kia rằng những gì là ngọc báu hiện có ở chỗ này. Thế là người đi tìm ngọc báu đưa tay chỉ phía ngọc cho mấy người kia thấy. Nhưng những người ấy là hạng vô trí nó không biết hình tướng của ngọc báu, bèn nói ông tuy ca tụng ngọc báu ấy như thế, nhưng chúng tôi chỉ thấy công năng của ngọc báu ấy ra sao. Ông nói không thật thì ai có thể tin lời ông được. Lúc này người đi tìm ngọc báu liền lấy ngọc báu ra khỏi chỗ đó và mang đi. Từ đấy về sau, những người bần tiện kia luôn gặp bao việc suy kém buồn phiền, tật bệnh, tranh tụng, còn bao thứ khổ sở bất an. Kinh bạch Thế Tôn, thế giới Ta Bà cũng giống như vậy, thảy đều tàn hại bần cùng hạ tiện tạo nên các pháp xấu ác. Cũng như ngọc báu, nơi chốn có nó lại đầy dẫy những thứ cấu uế ác xấu. Kinh bạch Thế Tôn, ngọc báu mà đi kia có công năng dứt trừ mọi thứ suy nhược buồn phiền, đem lại cho muôn người sẽ an lạc. Nên hiểu đó là Phật cùng với thế giới gồm đủ các chúng Bồ Tát trang nghiêm, những người bần cùng hạ tiện từng đứng chung quanh miệng hầm có chứa viên ngọc báu ấy, nên biết đó là những chúng sinh tạo nghiệp ác nơi thế giới Ta Bà. Còn những kẻ nam nữ được nghe nói về công năng lớn lao của ngọc báu, bà đi tìm kiếm và thấy nó ở nơi chỗ uế tạp, nên nói rằng ngọc báu này đúng ra không nên ở nơi như vậy. Thì đây chính là chúng con từng được nghe chư Phật hiện tại trong 10 phương quốc độ tán dương, ca ngợi Thế Tôn, còn với thế giới gồm đủ chúng đại Bồ Tát trang nghiêm. Do vậy nên mới tìm đến đã được trông thấy cùng kính lễ vấn an. Nhưng mà thấy cõi này, chúng sinh do đã bao nỗi khổ não uế trọc, tội ác cấu nhiễm, phước báo mỏng manh, thật là đầy dạy những thứ như thế. Kinh bạch Thế Tôn, những ngọc báu kia ở nơi chốn cấu uế thì ánh sáng rực rỡ không hiện ra, cũng như Đức Như Lai cùng với chúng Bồ Tát hết mực trang nghiêm hiện nay đang ở cõi này thì công đức cũng không hiện. Những ngọc báu ma đi từ ở nơi chốn cấu uế cũng có thể đem lại một ít lợi ích đối với những kẻ bần tiện. Như hiện nay Thế Tôn ở nơi thế giới này chỉ mỗi hiện ra ánh hào quang lớn, còn hào quang với sắc tướng chân thực của Đức Như Lai, còn mọi dụng lực công đức, thần thông tự tại, diệu lực của bản nguyện thể đều không hiện ra. Kinh bạch Thế Tôn, chúng sinh ở cõi này căn lành vốn mỏng manh ít ỏi, hãy còn không thể tin chỗ hiện ra ánh hào quang công đức của Như Lai, huống chi là có thể tin được công đức của các vị đại Bồ Tát sao? Chắc chắn là không có việc ấy. Kính bạch Thế Tôn, những người đi tìm ngọc báu từ nơi chốn bất tịnh lấy được ngọc báu ấy và mang đi, từ đấy về sau những người bần tiện kia luôn gặp phải những sự suy kiến buồn phiền, bệnh tật, tranh tụng còn báo nỗi khổ sở bất an. Sau khi Phật diệt độ, những người đọc tụng tu tập theo kinh điển như vậy thì không nên sinh vào cõi ấy. Vì ở trong thế giới đó có quá nhiều sự suy kém, buồn phiền, thống khổ, cho nên không được nghe cả tên gọi Phật Pháp. Vì sao? Vì các chúng sinh ấy đã vui thích với nơi chốn có nhiều pháp ác xấu, cũng như tàn hại lẫn nhau, chìm đắm trong vô vàng thứ suy nhược buồn chán, cũng không có các nẻo hành động tạo tác thanh tịnh, phước đức trí tuệ, nên chẳng có được những lợi ích lớn lao. Kinh bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ muốn tìm cầu và mau chóng thành tựu Phật đạo thì chẳng nên sinh ở cõi ấy. Cầu đạt quả vị thanh văn hãy còn không nên sinh vào thế giới đó, huống hồ là Bồ Tát. Vì sao? Như ở các địa ngục A Tỳ, Đẳng Hoạt, Hắc Thăng, Đại Nhiệt, Tiểu Nhiệt, chúng sinh ở các chốn ấy không hề có được chút giây lát an vui. Kính bạch Thế Tôn, ở cảnh giới của Như Lai cùng với các vị Bồ Tát mà nhìn thấy chúng sinh ở thế giới Ta Bà đó, khác nào ở nơi các chốn địa ngục kia và nhận lấy ba thứ khổ não. Chúng sinh ở nơi cõi nọ khi sinh ra liền được an lạc, nếu còn nói với họ điều ấy vì họ chưa từng trải qua nên không thể tin được. Kính bạch Thế Tôn, con vì muốn được nghe Pháp và hội nhập vào Pháp môn thanh tịnh nên tìm đến chỗ Phật, chứ không phải nhằm đề cao cõi nọ là chỗ an lạc. Vì sao? Vì hết thảy mọi sự khổ vui thảy đều là vô thường, không còn hình tướng quyết định, cho con muốn được nghe nói về không khổ không lạc, vô thường chẳng phải thường, vô tưởng phân biệt, vô tu chẳng phải tu, vô vi chẳng phải phi, vô thuyết chẳng phải thuyết, không có thế gian và xuất thế gian, vô lậu chẳng phải lậu, không thật không hư, không có bồ đề, cùng bồ đề phần, không lực chẳng phải lực, không mờ không sáng, không đạo chẳng phải đạo, không quả chẳng phải quả, không khởi không trụ, không có nơi trốn để đến. Kinh bạch Thế Tôn, chúng con hôm nay muốn được nghe các pháp ấy. Vì sao? Vì tất cả sự vui đều từ phước đức hư vọng cho nhân duyên hợp tạo, hiện ra nơi thế gian. Các pháp của Như Lai là không, vô hình vô tướng, không có mười lực, cùng bốn vô sự ý, không có các thứ thần thông, cũng không thuyết pháp, không khổ không lạc, để mọi niệm động cùng nẻo hành của tâm đạt được tướng như vậy, cho nên gọi là Như Lai. Đối với kẻ theo niệm động thì thật là hư, là lậu, vô lậu, là tên thế gian, xuất thế gian, là giới chẳng phải giới, là lực chẳng phải lực, là ý vô ý, là phước điền của bậc thánh, là chẳng phải phước điền, là tên gọi Như Lai, là chốn Bồ Tát, là chư Thanh Văn, là Bích Chi Phật, là thông, là nguyện. Như Lai dứt tất dứt trừ mọi thứ hí luận ấy, do vậy mà đạt được diệu lực vô ngại vô ý. Nên ở nơi đại chúng ta được tiếng rống của sư tử hiện rõ âm thanh lớn lao của Phật. Kính bạch Thế Tôn, Như Lai cũng có thể ở trong chốn chán ghét việc ác mà phát sinh tưởng không chán ghét, ở trong cõi tịnh không chán ghét mà dấy lên tưởng chán lìa, đã có thể cùng lìa xả hạnh nhất tâm. Đó gọi là hạnh của Phật, hạnh của bậc thánh tự tại, hạnh không cùng chung với hàng thanh văn và bách chi Phật. Kính bạch Thế Tôn, hạnh bất cộng ấy không ai có thể có được, mà cũng không có gì có thể hủy hoại được. Vì sao? Vì ngoài hạng người trí lực thì không ai có thể hiểu được. Chư Phật Thế Tôn đối với các hạnh cùng bao nhiêu phần số như vậy, sâu xa như vậy, nhân duyên như vậy, tịch diệt như vậy, an lạc như vậy. Kính bạch Thế Tôn, các hành của Như Lai là vô hành, là chỗ chúng sinh không thể hành. Do vậy, bạch Thế Tôn, các hành của Như Lai, hết thảy hàng tinh văn và bích chi Phật đều chẳng phải chỗ có thể hành được. Chẳng phải chỗ hành ấy là chẳng phải hành, cũng chẳng phải bất hành. Tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật ở trong pháp ấy vốn không có diệu lực của hành. Vì vậy, Thế Tôn, chỗ hành của Như Lai có tên là vô biên hành. Hành chưa biên ấy, chư Phật Như Lai với bản nguyện nhằm đem lại sự an lạc tột bậc, không còn có giới hạn. Kính bạch Thế Tôn, pháp ấy không thể dùng ngôn ngữ văn tự để diễn nói. Dùng ngôn ngữ văn tự diễn nói tức là đã lìa hành ấy. Pháp đó có tên là pháp môn nghĩa thú, có thể khai mở 6.000 pháp môn, thảy đều được soi sáng. Kính bạch Thế Tôn, Đức Phật Nhất Bảo Nghiêm thường về chúng sinh mà thuyết giảng pháp môn ấy. Lúc nói xong pháp môn ấy, có đến 7.000 các chúng Bồ Tát đều đạt được pháp môn vô ngại đó. Nó có thể tùy thuận một cách thích hợp với hành của Như Lai. Các vị Bồ Tát ấy cùng các tiếng thưa rằng, chúng con hôm nay đã tiếp cận đốn não vô thượng chánh giác. Có đến 6.000 chúng sinh đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức thì họ đều được Đức Như Lai thọ ký. Đã có tới 800 vạn đã cho tha chúng sinh ở nơi các pháp nhãn thanh tịnh. Cũng lại có 3 vạn chúng tỳ kheo ni không thọ nhận các pháp, các lậu được dứt sạch, tâm ý thông mở. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca mỉm cười, phao ra ánh hào quang lớn chiếu khắp các thế giới, đại địa chấn động. Tôn giả Anang liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, dắt một vạt y để trần vai bên hữu, đầu gối bên phải chạm sát đất, cung kính thưa với Đức Thế Tôn. Kính bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười, dập phóng ánh hào quang lớn tỏa chiếu khắp thế giới, đại địa lại chấn động? Đức Phật bảo Tôn giả Anang, về Bồ Tát Võng Minh đã nói về pháp môn ấy, nói về trường hợp 7.000 các chúng Bồ Tát đều đạt được pháp môn đó. Bồ Tát Võng Minh ở nơi thế giới ấy, trong một phần của hư không, đã từng theo 8 vạn nơi chốn của chư Như Lai để nghe pháp môn ấy, nghe xong thì đạt được pháp môn vô ngại đó, và nhờ đạt được nên mới có thể vô hóa vô lượng cõi Phật. Phẩm 4 nói về tướng Như. Lúc bấy giờ ở phương Đông, trải qua 780 A Tăng Kỳ quốc độ, có thế giới tên là Nhất Bảo Tụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Biên Bảo Lực, hiện đang được vô lượng đại chúng cung kính vây quanh để nghe Phật thuyết pháp. Đức Phật Vô Biên Bảo Lực ấy đã thực ký cho Đại Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực, quả vị vô thượng chánh đại chánh giác, với lời ấn chứng rằng hiện nay là Bồ Tát, nhưng lần lượt tiếp theo sau ta sẽ được thành Phật. Lúc này Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực đang ở nơi đại chúng, nhìn thấy ánh hào quang lớn cùng nghe âm thanh vang động, liền thưa với Đức Phật Vô Biên Bảo Lực. Ánh hào quang và âm thanh vang động ấy là của Đức Phật nào vậy? Phật Vô Biên Bảo Lực nói, về phương Tây, cách xa cõi này, trải qua 780 vạn A Tăng Kỳ quốc độ, có thế giới tên là Ta Bà. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Thích Ca Văn, hiện tại đang việc các vị Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mà thuyết giảng về Bồ Tát Tạng Kinh, dứt trừ mọi nghi vấn của chúng sinh, khiến họ được hoan hỷ. Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực thưa với Đức Phật, còn muốn đi đến thế giới Ta Bà ấy để cúng dường kính lễ, hầu cận Đức Phật Thích Ca Phật, cùng được hội kiến với các chúng Bồ Tát, cùng đủ sự trang nghiêm lớn lao ở cõi đó. Đức Phật Vô Biên Bảo Lực bảo, Bồ Tát đã tự biết thật đúng lúc, phải nên nhất tâm để đi đến thế giới ấy. Vì sao? Với các vị Bồ Tát ở đấy đều có uy đức lớn, có ai bằng. Bồ Tát hãy đem lời ta xin vấn an Đức Phật Thích Ca Văn, mong cho ít phiền ít bệnh, mọi sinh hoạt luôn được thư thái nhẹ nhàng, khí lực có luôn an ổn chăng, và nhung nhẫn đóa hoa sen này cúng dường Phật. Khi ấy Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, đến lễ ngang chân Phật, đi nhổ quanh theo hướng tay phải 3 vòng, rồi ở nơi 7.8000 vị Bồ Tát hốt nhiên biến khỏi cõi Phật ấy, và có mặt ở thế giới Ta Bà, khi cho mọi quốc độ trong khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, các thứ cây cối tuy trái mùa mà đều đơm hoa kết quả trĩu cành, đã tuôn rải xuống như mưa các thứ hoa quý, hương thơm sông ngát, rồi các loại kỹ nhạc thượng diệu cùng lúc hòa tấu vang lần. Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực đi thẳng đến vườn trúc, cung kính đảnh lễ, đưa tay xoa lên chân Phật và ba lần xưng thưa: Con là Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực. Đức Phật Thích Ca Văn nói: Thôi được, ta đã rõ sự chí thành của Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực cung kính đảnh lễ xong, liền thưa với Đức Phật: Phật Vô Biên Bảo Lực có lời vấn an thăm hỏi Đức Thế Tôn, có được ít bệnh ít phiền, mọi sinh hoạt luôn được thư thái an nhiên, khí lực tươi khỏe chăng? Đã gỡ những đóa hoa sen này để cúng dường Đức Thế Tôn. Đức Phật nhận lấy những đóa hoa và tỏ lời thăm hỏi. Đức Phật Vô Biên Bảo Lực luôn được an ổn vô sự, khí lực khang kiện chăng? Bồ Tát Bất Hư Hạnh Lực thưa: Phật của chúng con luôn được an ổn, ít phiền, ít bệnh, tự tại vô vi. Đức Phật bèn đem những đóa hoa sen ấy trao cho Bồ Tát Di Lạc. Lúc này Bồ Tát Di Lạc tay ôm bó hoa và nói: Do những đóa hoa sen này mang đủ diệu lực từ nhân duyên của các căn lành phước đức, nên khiến cho thiện nam thiện nữ nào phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì đạt được cõi thanh tịnh, thành tựu mong trong sự hóa độ chúng sinh. Vì sao? Vì nếu các chúng sinh không vun trồng căn lành thì khó có thể giáo hóa, căn lành không gồm đủ cũng khó có thể giáo hóa, chỉ vui với các pháp nhỏ cũng khó có thể giáo hóa. Vì sao mà nói như thế? Vì trong những đóa hoa này, nếu người nào muốn được trông thấy mười phương chư Phật thì liền được thấy, cũng có thể được trông thấy Đức Phật Vô Biên Bảo Lực cùng thế giới bảo trụ và các vị Bồ Tát ở đấy. Đã được nhìn thấy cõi ấy thì đồng thời cùng được giải thoát giải bài từ ánh sáng vô lậu, sáu thần thông của chúng đại thanh văn. Kính bạch Thế Tôn, những đóa hoa sen này là do phước báo từ nhân duyên của những căn lành sâu xa sinh ra. Bởi vậy, con hôm nay xin dùng hoa cúng dường Phật, khi cho mọi chúng sinh, ai đã phát tâm cầu Phật đạo thì luôn dứt mọi thứ chướng ngại. Kẻ nào chưa phát tâm cũng khiến cho phát tâm, cũng như Đức Như Lai thông đạt các pháp, thấy được thật tướng không hề bị hủy hoại của chúng, mà đạt được đến đạo vô thượng. Con xin đem tâm ấy cầm lấy những đóa hoa này dâng lên cúng dường. Bây giờ Đức Phật Mã Bồ Tát Bạc Đà Bà La: Pháp ấy gọi là pháp gì? Có phải Như Lai do thông đạt tính chất bất hoại của pháp ấy mà chứng đắc đạo vô thượng? Bồ Tát Bạc Đà Bà La thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, không có pháp ấy. Như Lai đã từ tính như thông đạt lẽ bất hoại mà chứng đắc Phật đạo. Vì sao? Vì Như Lai không đạt được hình tướng các pháp ấy. Nếu Phật không đạt được thì không gọi là pháp hay chẳng phải pháp. Kính bạch Thế Tôn, trong sự vô sở đắc ấy, nếu như có pháp, tức là Như Lai đã giác khởi hình tướng của các pháp ấy. Vì sao? Vì nơi sinh của các tướng đều từ lục nhập. Như Lai hãy còn tự mình lìa bỏ sự chi phối của các nhập, huống chi trong sự vô đắc mà lại bị vướng ở hình tướng sao? Nhưng nếu có quán tưởng như vậy thì liền lại vướng vào tướng. Vì thế mà Phật dạy hết thảy các pháp là không giữ, không bỏ, cũng không thuận theo, nên hành theo tướng Như. Và do đạt được tướng ấy nên gọi là Như Lai. Vì sao? Vì chỗ Phật mong muốn làm rõ các pháp đều ở trong Như. Nếu có dựa lấy các pháp thời là hủy hoại Như, Như là không, Như Lai mà tạo nhân ở Như ấy nên gọi là Như Lai. Như ấy là vô tướng, tạo nhân nơi vô tướng ấy nên gọi là Như Lai. Như ấy là vô tận, tạo nhân nơi vô tận ấy nên gọi là Như Lai. Như ấy là chẳng hủy hoại, tạo nhân nơi bất hoại ấy nên gọi là Như Lai. Chư pháp vốn như thật, tạo nên nhân như thật ấy nên gọi là Như Lai. Vì vậy bạch Thế Tôn, tất cả các pháp như tức là Như Lai. Như Lai tức là hết thảy pháp như. Bạch Thế Tôn, vì thế mà chốn vô sở trụ chính là diệu nghĩa Như Lai. Ở nơi sự thông đạt đúng đắn thì không cũng không vướng mắc. Do vậy Phật đã nói, nếu người ở nơi pháp không giữ, không bỏ, không thuận, không tranh thì đó gọi là phước điền của tất cả thế gian. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Bà La: Bồ Tát đã trụ ở chỗ nào để có thể diễn đạt như vậy? Bồ Tát thưa: Kính bạch Thế Tôn, hết thảy mọi trú xứ nơi thế gian con đều trụ ở đấy mà nêu bày những điều trên. Kính bạch Thế Tôn, con không tham đắm, dướng mắt như sự trụ của hàng phàm phu. Vì sao? Vì chỗ trụ của phàm phu tức là tham đắm vào hình tướng, luôn bị hủy hoại của các pháp. Nếu vướng ở tướng hoại ấy, thì người đó đã hủy hoại tính chất biến đổi. Kính bạch Thế Tôn, tính thật của các pháp không như sự chấp của thế gian, bậc hiền thánh ở nơi hình tướng trong thế gian đó, không tranh, không nhị kiến, nên gọi là trụ nơi thế gian. Hàng phàm phu ở đấy không có chốn hành. Thế gian như ánh lửa vượt qua trước sự kết hợp của căn trần. Thế gian luôn vô thường, theo nhân duyên phát sinh. Thế gian câu ế do đấy khởi các nghiệp ác. Vì vậy mà đối với thế gian, trú xứ của thế gian, tướng hoại của thế gian, ta đều trụ ở nơi vô sở trụ. Do thế mà con trụ ở trong pháp vô nhị đều có thể diễn đạt những điều trên. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Bà La: Bồ Tát đã trụ ở nơi pháp ấy mà đeo bài chăng? Bồ Tát đáp: Kính bạch Thế Tôn, pháp mà Phật đạt được là sự là tự lìa bỏ. Như Lai không thể đeo bày được, không thể nói rằng: Bạc Đà Bà La, ta đã đạt được pháp gì? Kính bạch Thế Tôn, Phật an tọa nơi đạo tràng, và chỗ đạt được pháp ấy là pháp chẳng phải pháp, và không có chỗ đạt được ấy. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Bà La: lành thay, như chỗ Bồ Tát nói, pháp mà Như Lai đạt được ở đạo tràng là pháp chẳng phải pháp, cũng chẳng phải là phi pháp. Ta ở nơi pháp ấy, trí không thể hành, mắt không thể thấy, không có xứ hành, chỗ tuệ không thông, sự sáng không thể tỏ, hỏi không có đáp. Ở nơi pháp ấy không nhận, không giữ, không uế, không sạch. Nếu như ta nói là chính mình đã đạt được pháp ấy, nếu đem hành tướng mà thực hiện pháp ấy thì thấy đều là mê lầm. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, ta ở nơi pháp ấy chỉ trừ chư Phật, còn không ai có thể chứng đạt được, cả đến các hàng Bồ Tát hiện tân, Bồ Tát nhất sinh Bồ xứ. Ở nơi pháp của ta cũng không thể chứng được. Được nghe pháp như vậy hãy còn mang lòng kinh sợ, huống chi là hạ thấp nó xuống để có thể chứng minh. Phẩm 5 nói về sự bất tín. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Bà La: Giờ đời vị lai sẽ có các vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chẳng tu thân, chẳng tu tâm, giới tuệ cũng chẳng tu. Nghe kinh này, nói chư Phật đối với sự giác ngộ là không được, không mất, không có phân biệt, không uế, không sạch. Thuận ta ở nơi như chỗ Phật giao phó dặn dò, mà giấy sự hoảng hốt nghi ngờ, lo sợ bị rơi xuống hầm sâu lớn, nên suy nghĩ nói rằng: Như Lai được gọi là bậc nhất thiết trí, mà nãy ở kênh này nói là trí không hành, tuệ chẳng có thể thông, ánh sáng chẳng có thể tỏ, hỏi không có lời đáp, không thể biết được tướng. Những con người ấy thấy có lời đọc tụng giảng nói về kinh này, tất sẽ càng thêm lòng thương xót, hoặc sinh giận dữ, kiêu mạn, dễ tâm oán hại. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát hãy xem về đời sau này. Nếu có kẻ điên đạo trái nghịch với ta ấy, thì đó chính là giặc trong Phật Pháp. Chưa có nên tôn quý, cho dù những kẻ ấy có thể giảng Như Lai là bậc trí tuệ chân chánh, vẫn nên khinh rẻ, không được dừng chân trú nơi tăng phòng tinh xá. Ta đạt được pháp ấy là tự nhiên, không theo lối mòn của thầy, ở trong đại chúng đã tạo nên tiếng trống của sư tử. Nhưng những kẻ xấu ác kia không biết giới này và pháp của Như Lai, do chẳng biết nên trong việc đáng chê thì lại giấy ý tưởng ca ngợi, trong việc đáng nên ca ngợi lại sinh ý tưởng chê trách. Thế nào gọi là đáng chê trách? Như người đối với các pháp có chỗ tham vướng giữ chặt, kể cả các pháp lành, thì đó chính là chỗ Như Lai chê trách. Người đem chỗ đáng chê trách đó mà tạo thành sự ca ngợi, thì đấy đúng là giặc trong hàng sa môn, là kẻ hủy hoại tăng chúng, là thứ trấu cặn của đại chúng, chạy theo ngoại đạo, chấp sau và nẻo đoạn thường, luôn giấy tâm tham vướng phân biệt đối với các pháp. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Như Lai thường nói về chánh kiến trong thế gian, kể cả pháp hí luận, là nhằm thuận theo lệ sinh tử, vừa khiến cho chúng sinh biết rõ về các nẻo nghiệp quả báo. Nhưng những kẻ ngu si ở trong pháp đó là giấy tưởng thứ nhất. Này Bạc Đà Bà La, kiết phát phạm, chí cũng giả nói về tội phước nhân duyên ở thế gian. Nếu như hiểu biết những điều ấy được gọi là giác ngộ, thì vi phạm chí kia đáng được gọi là giác ngộ đấy. Này Bạc Đà Bà La, như vị phạm chí ấy, sau khi ta diệt độ, tụi mình ở nơi chỗ hiểu biết mà nhận ra những sai lầm, sinh tâm chán ghét, lìa bỏ đối với pháp của ta mà cầu xuất gia tu học. Đã xuất gia rồi thì có thể thông đạt Phật Pháp. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát hãy xem về đời sau này. Những kẻ ngu si ấy hãy còn không thể bằng hàng phạm chí thờ lửa. Như kẻ ngu si đó sẽ như đám ông Mạc Ca Lê Phú Lan Na đấy. Đem chỗ ta thường nói về chánh kiến ở thế gian, thuận theo lệ sinh tử, nghiệp duyên, quả báo, kể cả pháp khí luận mà cho là trí tuệ tối thượng, thì chính kẻ ấy là người hủy bán Như Lai, cùng pháp của Như Lai, không thể nhận ra nẻo chính yếu để vượt khỏi sinh tử. Ta nói, người ấy chẳng phải là kẻ gánh vác nổi sự nghiệp đạo pháp. Vì sao? Vì người ấy đối với ta, trong vô lượng và biệt a tăng kỳ kiếp tu tập Phật Pháp, để đem nhân duyên nhỏ nhặt mà hủy hoại căn lành kia. Người ấy đúng là sống với Như Lai, mà còn hơn là giặc của Như Lai vậy. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, những người nào được gọi là xưng tán Như Lai, thuận theo ý của Như Lai mà thuyết Pháp, nhưng đối với các Pháp không tham, không tranh, không giấy khởi, không tạo tác, vô tướng, vô vi, vượt qua ba đời mà giảng nói các Pháp, thì người đó đúng là đã xưng tán Như Lai, thuận theo ý và hành hóa, đúng là con Phật, từ nơi miệng Phật sinh ra, từ nơi Pháp mà sinh hóa. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, người ấy tức có thể đọc tụng hỏi đáp các kinh như thế. Đó chính là kẻ theo ý mà hành động, đúng như Pháp mà thuyết giảng, tuân theo Pháp mà giáo hóa. Ta luôn đem thần lực gia hộ. Người ấy từ xưa trước từng thọ nhận lời dạy bảo của ta. Chỗ ta nhằm khuyến tình ấy là có thể dựng lên ngọn cờ Pháp. Ta vang tiếng còi chánh Pháp, do lên tiếng trống chánh Pháp lớn lao, giang bày những phướng lòng đạo Pháp, đền nẻo tri thức của chư Như Lai. Ngài chính là kẻ đã mang được vòng hoa công đức, an trụ ở chỗ thường lạc, hạ phục các thứ ma oán là điều ít có ở thế gian. Ai trông thấy cũng đạt được lợi ích, là người có đủ sức nhận lãnh, gánh vác giữ gìn đạo vô thượng, là chỗ nhớ nghĩ của chư Phật và chư Bồ Tát, có thể đạt được pháp nhãn thanh tịnh đối với hết thảy các pháp không còn bị ngăn ngại, có thể khiến cho Phật được vui thích. Phật cho phép người ấy luôn cầm cụi tờ kính, lễ bái, tham vấn, thọ nhận chánh pháp, đem cái công đức đó mà tự trang nghiêm, có được trí tuệ sâu xa, vì các hàng tu học mà tạo ra trận mưa pháp lớn lao, làm cho Phật pháp tăng trưởng, khiến cho hoa giác ý nó ra kết thành quả giải thoát. Chỉ đó con đường giác ngộ ấy cho chúng sinh có thể diễn đạt pháp thế, làm thỏa mãn ước nguyện của chúng sinh. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, ta này chỉ nói sơ lược về công đức của người ấy. Nếu có người nào nói rộng ra, dù nói ít cũng có thể tin tưởng thọ nhận, người đó đúng danh là kẻ ca ngợi Như Lai, tán dương Phật Pháp ấy. Này Bạc Đà Bà La, do người chưa thấy ao động đạt, nếu chỉ thấy những ao khác, tức sẽ nói như thế này: ao A Nậu Đạt kia cũng bằng các ao lớn này chứ không có khác gì. Người đó tuy muốn ca ngợi các A Nậu Đạt, mà là trở thành kẻ làm giảm giá trị của ao ấy. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, những kẻ ngu si ấy không có công đức đó, không có pháp như thị, không có trí tuệ như thị, chỉ đem những chánh kiến thuộc loài hữu lậu thế gian, còn thâm đắm trong vòng sinh tử mà xưng tán ta, nói rằng trí tuệ của Như Lai đối với các pháp ấy không còn bị ngăn ngại. Tuy muốn tán dương ta mà kỳ thực là hủy nhục. Là như kẻ ngu si nghe đến nói đến sắc vàng của kim loại vàng, sau người nghe người khác nói về vàng cỏ diêm phù đàn, hình tướng màu sắc của nó hơn hẳn khác lạ, thì chẳng chịu tin nhận, mà còn bảo người kia: ngươi hãy dừng lại chớ nó có nói nữa. Cái màu sắc vàng đúng của kim loại vàng chẳng như ngươi nói sao? Những kẻ ngu si ấy cũng giống như thế, vì mắt không thấy nên mù mờ, hoặc nghe người ta nói về tên Phật, tên Pháp, là nghe người khác nói là Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sinh trong gia đình vương giả, quyến thuộc đông đúc, xuất gia học đạo, giới định gồm đủ, chứ không nghe nói về thân tướng chân thật của Phật Pháp, câu hình tướng thật của các Pháp. Chỉ dùng mỗi Pháp ấy mà gọi là nhất thiết trí, gọi là Như Lai, cũng lại chẳng được nghe Như Lai giảng nói về hình tướng thế nào mà các Pháp chẳng phải Pháp. Những người ấy hoặc có lúc được nghe các kinh điển nói về chân thật của Phật, của hình tướng như thật của các Pháp, thì tất sinh nghi ngại, cho rằng có Pháp ấy sao là như thế chăng? với người mù mắt nọ nghe nói về màu vàng ánh của kim loại vàng, sau lại được nghe người ta nói đến vàng của Diêm Phù, đàn liền xưng nghi chẳng tin, cho rằng có thứ vàng đặc biệt quý giá như vậy sao? Là như kẻ ngu được nghe nói về biển lớn ước lượng rộng tối dẫn 3 vạn cho tuần và sau đến 8 vạn 4 ngày cho tuần. Trong biển có vô lượng châu báu và nước biển chỉ thuần một vị mà không tăng không giảm. Người ngu kia chẳng tin, lại suy nghĩ bảo rằng các dòng sông suối đều đổ về biển, làm sao mà ở đó lại không tràn trề sâu rộng như thế? Tôi có nhiều thứ châu báu nhưng ai có thể lấy được, bèn cho là biển lớn không có công năng như vậy. Nhưng kẻ ngu si cũng thế, chỉ nghe người ta nói về tên Phật tên Pháp chứ không được nghe về trí tuệ công đức thâm diệu cùng hình tướng chân thật của các Pháp, hoặc được nghe người khác nói về những kinh điển như vậy, cùng cứu cánh niết bàn, pháp bảo vô lượng để đến giải thoát, khi cho chúng sinh có được Phật nhãn vô ngại, đối với các Pháp không tăng không giảm, tất cả trí tuệ đều vượt quá mọi bờ bến, giới mốc, công đức thâm diệu sâu xa hết mực, hết thảy các loài không thể nào lường tính nổi, còn không gì có thể hủy hoại được. Vì như biển lớn không lưu giữ thay người, Phật Pháp cũng thế. Những kẻ xấu ác tà kiến không có trí tuệ đều không có chỗ đứng trong Phật Pháp. Là như biển lớn cùng một vị mặn, Phật Pháp cũng vậy, đồng hướng tới niết bàn trong một vị giải thoát. Những người ngu si nghe như thế chẳng thể tin và hiểu, cho rằng không có việc ấy cũng chẳng phải là Pháp chân thật. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, quan sát những kẻ ngu si ấy, hay còn chẳng tự biết sinh ra là từ đâu tới, rồi chết thì sẽ đi đến chỗ nào. Ở thời xa trước đã từng tạo tác những gì không biết về nghiệp duyên, chẳng trả về quả báo. Đối với đời sau này sẽ làm theo pháp nào để có quả báo ra sao, ra theo con đường của trí hay tức. Như những kẻ ngu si ấy thì đối với pháp lại sinh ra tưởng chẳng phải pháp, pháp bị ta chê trách thì lại giới tưởng cho là chân thật. Cho nên sau khi ta diệt độ, những kẻ đó không thể yên chỉ nơi các kinh điển như vậy. Này Bạc Đà Bà La, ta thường nói trong kinh, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có kẻ hủy bán Phật Pháp Tăng, thì các vị chẳng nên giận dữ lo buồn mà phải suy nghĩ như thế này. Chúng ta nếu sinh tâm giận dữ thì không phải là hàng sa môn, không đúng theo pháp của sa môn, chẳng thuận hợp với đạo. Nếu là sa môn mà không theo đúng pháp thì trọn đời cũng không thể có được sự tín hiểu thông đạt, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ quyển 1.